Hậu trưa tháng có mang đâu cà lây hậu trưa cà lây hậu trưa tháng mang đâu búp rì vậy biết chứ hả? Không biết nữa, em mới lướt ngoài quan thấy là em chưa vô gì lười đúng không? Cái mấy chị đó đâu với mấy chị mua à bố nói chứ chị có mua như đứa có cà lây đâu mày cao cao đó. Thường tháng 11 có mưa không có chị, nó mưa mấy tới tết đó không có lục không đấy là 11 âm luôn, một dương dương thì ăn xui. Tính là nếu như mà không lục thì năm nay có lục được bao nhiêu sao? À, thì cái chậu bình thường mà trong nó có hai hộp ít cay thôi. Tự nhiên sợ cho nó ok. À 20 tăng 2, nhớ bỏ cái tỏi phi cho thêm nha, cho ngon nữa. Ok. 2 tăng 2. Biết ngon ngay miệng cái này thấy ngon kìa. Chung cái kia mình muốn kiếm mình hay. Ok ok, lâu quá nghe. Ủa chị Yên chưa đặt nước à? Chà. Thôi An có đó khất nước rồi, đặt nước uống cho An chà chi rồi. An nó không ăn chà, nó ngập bụng. Ừ. Nước trà chị đi. Nước trà cây, nước ép đi. Vắng gì nước ép. Trà chanh. Nước ép. Trà chanh cho tối mới ngủ tiếp. Nước ép miếng. Ép miếng. Có mai đấy hơi chua chua nữ bỏ mai nó hóa trang thành công rồi đó. Nó phạm tích cái dư dư tàu dư ga luôn rồi. Cái này là cây đi hả? 7.2 là cây, cái này là đánh giá mà mẹ. Cái lực lượng đánh giá mà. Cái điểm này là cái cây đó mẹ. Cái số gì nó tại 4 rồi. Cái gì cái này là
cái đặt vào ghế được không? Ý là chúng ta để tái vô ghế được không? Đau không mẹ? Kê thằng chưa đau luôn. Ép cấp, ép bổ, ép cam, ép thơm, ép trên dây. Mọi người nghe menu. Ép trên dây. Nghe menu. Yên một ép chanh dây, một ép chanh dây, tao mẹ chưa nhập nữa, ép chanh dây sao mà nó không biết cây danh chanh dây dễ 15.000 ly à, ép chanh dây, một ép cấp ba chanh dây mà ba người chanh dây mà hai cái chanh dây rồi đi ba hết tiền gì vậy, 10.000 mấy cái gì đó. Này ăn uống cái kia mày uống mẫu thì được á. Ai ăn được cái kia đâu? Ai ăn được? Ba một ly không? Một ít ổi. Ổi là cái gì nữa? Nó chèn. Thì em coi có cái gì. Nước gì? Nước hành. Cất 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 chân đặt trên người ráp hay đâu vậy? Trời, nó như tròn mua ấm nhỏ kìa. Chạy xa sáng sớm này chứ không là sớm cái bãi mới ra sớm. Tối thì sao rồi? Bữa em chạy xa về chứ hay là thuê xa về? Không, em đi xa, có tái em cứ đi xe máy rồi. Ý là gì em cũng đem xa về luôn hả? Không, đi xe lại chứ. Em đi xe đò. Không, sửa về đây.